Mình sẽ test cái độ cứng cho nó của cái sàn này cho các bạn xem ha. Đây, cái phần bể bước mình lắp thêm đi. Phần này ốp bể bước mình lắp thêm nó rất là cứng ha. Đó, nó được cố định rất là cứng, không có sụt sịch, không có lay chuyển như hết nha mọi người. Đấy, còn phần sàn của chúng ta thì đây. Đây, chúng ta bước lên. Rất là cứng, trông phải chắc chắn ha. Đó, không vấn đề gì hết ha. Hello mọi người, trong clip này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em tiếp theo là một cái bộ sàn carbon ha. Bộ sàn carbon trên một chiếc Carnival ha. Thì sàn thì bên mình đã làm rất là nhiều rồi. Và điểm đặc biệt của cái bộ sàn này, nó là một bộ sàn carbon. Sàn carbon thì chắc chắn nó sẽ là màu hơi ngã đen một xíu ha mọi người ha. Đi kèm với nó là một bộ ốp bể bước luôn, có đèn đấy. Và xung quanh nó là những cái thanh mạ titan ha, chrome rất là đẹp đây. Thì cái bộ sàn carbon này thì bên mình cũng làm khá là nhiều xe rồi, và hôm nay mình cũng sẽ có một cái clip chia sẻ kỹ, và cái mình sẽ quay nó cận cảnh một chút xíu cho mọi người xem ha. Thì sàn carbon này thì chất liệu nó được làm từ composite ha, và được làm thủ công nha mọi người, thủ công. Thì mọi người có thể thấy thì sau khi hoàn thiện thì nó như thế này. Nó cũng giống như những cái bộ sàn khác thôi, thì nó vẫn giống giữ zin của xe. Những cái miếng nỉ zin của xe chúng ta đều giữ lại hết, không có cắt nỉ bỏ này kia. Rồi nó có cả logo phát sáng đó. Có thể là mọi người thích logo nào thì bên mình sẽ làm theo logo đó cho mọi người luôn. Những cái chân ghế cũng như vậy, nó cũng giữ y như vậy ha. Bên ngoài thì có thêm một cái bộ ốp bể bước như thế này. Nó có đèn này ha, đèn chữ Carnival đây. Nó sáng đèn luôn, thì khi mở cửa thì cái chữ này nó sẽ sáng lên đó, và nó sáng luôn cái phần bể bước này cho của mọi người đó. Cái ốp bể bước này thì nó sẽ nằm trên cái phần sàn carbon của chúng ta, để nó che lại cái phần nối ha, để nó che lại cái khuyết điểm ở phần nối đó. Mình sẽ quay cận cảnh vô cái chi tiết sàn của này cho mọi người xem. Cái sàn này thì được đổ bằng carbon đen ha, và những cái sợi này là carbon lá, cho nên là sau khi làm xong hoàn thiện thì nó rất là bóng nha. Đó, cái độ bóng của nó thì nó rất là bóng và nhìn nó rất là liền lạc. Ở đây thì sau khi hoàn thiện thì chúng ta đã được dán thêm một cái lớp BBF chống trầy. Cái lớp BBF chống trầy nằm ở trên cái lớp sàn carbon như thế này, để nó giúp cho chúng ta khi mà lên xe chân giày dép chúng ta mình đi nó không có bị giẫm đạp hay là bị trầy cái sàn của chúng ta. Cái lớp BBF này nó dày tới 7.5mm ha, cho nên là nó rất là khó để bị rách đó. Ở đây mọi người có thể thấy chi tiết cận cảnh cái phần sàn của chúng ta nó như thế này. Các cái lá carbon được chúng ta đổ thủ công thì nó nằm cạnh nhau rất là đẹp, và sau khi hoàn thiện thì cái độ bóng nó rất là cao ha mọi người. Đấy, mọi người có thể thấy cận cảnh cái sàn carbon sẽ như thế này đó. Những cái này sau khi được đổ thì chúng ta sẽ được đánh bóng ha, đánh bóng rất là kỹ, cho nên là cái phần sàn carbon sau khi hoàn thiện thì nó rất là đạt độ bóng rất là cao đó. Xung quanh cái sàn này thì sẽ được ốp phần chrome ha, ốp những cái thanh nẹp chrome đấy, những thanh nẹp chrome này được ốp viền xung quanh để nó làm tăng thêm cái phần nổi bật của cái sàn, cũng như nó cố định cái sàn lại một cách chắc chắn nhất. Rồi khi mình nhìn từ phía sau lên thì mọi người có thể thấy
cái phần sàn được nối liền từ phía sau xe đây, đó cũng được nẹp thêm một cái thanh chrome rất là đẹp ha, cố định nó rất là đẹp đây. Cái phần những cái lỗ để mà chừa để đóng mở ghế thì nó vẫn như zin thôi, không có ảnh hưởng gì đến xe đó. Còn cái phần sàn carbon này thì nó nằm từ phía trước cái cốp tới phần sau lưng của ghế, thì giống như lúc nãy mình đã quay. Rồi, như vậy thì mình cũng đã review nhanh cho các bạn xem cái bộ sàn carbon trên một chiếc Kia Carnival. Thì đối với các loại sàn cho Carnival thì mình làm rất là nhiều rồi, sàn carbon, sàn gỗ, sàn đá, rất là nhiều thứ. Trong nội dung clip này thì mình giới thiệu chi tiết đến các bạn cái sàn carbon, thì nó cũng là một trong những cái sàn tốt nhất và đắt đỏ nhất hiện nay và cũng đẹp nhất hiện nay luôn ha. Thì cần thêm thông tin chi tiết về cái loại sàn nào, sàn gỗ và sàn carbon thì các bạn cứ nhắn tin cho bên mình. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo.